Cảm giác hai bên này chảy nước. Hả? Sao con? Cảm giác hai bên này chảy nước. Hai bên đó sao? Chảy nước. Nước đâu con? Lại đừng hỏi ông thầy muộn nó rớt vô mắt rồi. Đi nè mi mi. Cứ sơ sâu như đấy. Cứ sâu rồi, đừng có nhúc nhích đúng. Cái chỗ này còn măng mắt. Khó chịu quá. Kháng lên tí. Tí nữa thôi. Giải quyết được hết cái nồi mụn đây rồi. Đấy, xong rồi đây. Xong cái nồi đó rồi đó. Rồi. Thiếu nữa con. Cố lên. Cố lên cho hết mụn nha. Sợ. Rồi bên đây, bên đây. Trời. Năm cục nữa thôi, năm cục nữa thôi. Chỗ này quá trời luôn con, nó dày luôn nè. Hồi bữa con lấy nó viêm mấy con biết không? Yeah, nó cái trắng nó cái
ok. Rồi trời ơi, xuống dưới đây đỡ nè. Không muốn mà ít đi lấy mụn á. Để con vệ sinh da kỹ xíu nha. Ăn rau nhiều vô nè, uống nhiều nước vô nè. Cô có thể đi lấy nhẹ nhàng như thế. Cô lên con. Nhanh tí nha.
Okay.